Lãnh Thanh bị fan phát hiện âm thầm nhắn tin thương nhớ nam em trên trang cá nhân. Lãnh Thanh là người đàn ông kín tiếng trong chuyện tình yêu. Tuy chuyện hẹn hò của Lãnh Thanh và nam em đang ồn ào trên mặt báo, nhưng anh chưa bao giờ công khai nhắn tin yêu thương với nam em trên trang cá nhân, bởi vì anh luôn muốn mối tình yêu đẹp của mình trong vòng an toàn và không bị mọi người biết đến nhiều. Nhưng hôm nay, Lãnh Thanh bị fan phát hiện. Anh ẩn ý thương nhớ nam em trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, trong một status ăn mừng đạt giải nam diễn viên được yêu nhất Ngôi Sao Xanh, Lãnh Thanh đã đăng là: "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua chông gai, cảm ơn mọi người đã bình chọn." Phía dưới bình luận, nam em cũng gây bất ngờ khi để động thái chúc mừng nhưng cà khịa. Lãnh Thanh liền đáp trả: "Chiều qua phố ... Tưởng như đó chỉ là câu trả lời bình thường, ai ngờ Lãnh Thanh bị fan phát hiện. Lãnh Thanh thương nhớ nam em bởi vì câu hát "Chiều qua phố" có nội dung như sau: "Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng mưa chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em." Ở đây Lãnh Thanh đã chơi chữ "chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em". Chi tiết này làm fan vô cùng thích thú. Thì ra Lãnh Thanh cũng là một người tình cảm tràn trề. Khi phát hiện chi tiết này, fan nam em vô cùng thích thú. "Hai anh chị làm tôi sao xuyến nhớ nhung nhau. Hai tuần đêm nào cũng xem đi xem lại trên YouTube, kiếm nát hết xem không chán luôn, cưng xỉu luôn, mất ngủ luôn." Trời ơi, lại chơi chữ nữa kìa. "Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ tên em." Lãnh Thanh đang nhớ nam em đó mọi người ơi. Chúc mừng nam em đã tìm được tình yêu rồi. Lãnh Thanh tình quá đi. Đó là tất cả những bình luận để lại. Chúc mừng nam em, chúc mừng Lãnh Thanh. Lãnh Thanh một phen làm fan mất ăn mất ngủ vì tình cảm dành cho nam em. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.